Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh tang đấu mộc, thường hội tụ những phẩm chất tốt. Họ là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng trắc ẩn. Không những thế, họ còn là người được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. So với những mệnh mộc khác thì tang đấu mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa. Vì thế họ thường có sự ủng hộ, lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên, tính cách của những người tuổi Quý Sửu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng thể coi là một nhược điểm lớn nhất của những người tuổi Sửu, mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Quý Sửu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây sẽ là phần tổng quan của quý gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Gia chủ tuổi Quý Sửu 1973, mệnh tang đấu mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của quý gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người khác. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của quý gia chủ tuổi Sửu, mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Gia chủ nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, vì điều đó sẽ làm nhanh chóng khiến cả hai người trở nên phai nhạt tình cảm với nhau. Với những người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình, cùng các thành viên trong gia đình gia tăng tình cảm hơn nữa. Quý âm thủy gặp ất âm mộc nên được gọi là thiên ấm, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Sửu nếu có cơ hội thì nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Người tuổi Quý Sửu khá chủ động trong chuyện tình cảm. Quý gia chủ sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại, e dè. Thời điểm này, đào hoa khá tốt sẽ giúp quý gia chủ tìm được tình yêu mà mình mong muốn. Xét về đường tài lộc, tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiết, khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề. Chi tiêu không được hoang phí, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Quý Sửu nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải.
Đặc biệt kinh bài Thái Tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Quý Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Quý gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kinh bài Thái Tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của quý gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt của quý gia chủ, hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Gia chủ tuổi Quý Sửu tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì quý gia chủ luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Kết quả gia chủ đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của gia chủ trong mắt của đồng nghiệp. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, gia chủ sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho dù quý gia chủ có cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó, miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của bản thân mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của quý gia chủ phụ thuộc vào nỗ lực của chính gia chủ. Ngay cả khi mọi người không để ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới, gặp gỡ tất cả các khách hàng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Quý Sửu không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu bấy lâu nay bị đổ sông, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Vậy nên để có thể kích hoạt sự nghiệp và vận may, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp Quý Nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời, phong còn giúp chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng 6 năm 2021 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, tuổi Quý Sửu xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bạn mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng như vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay của bạn mệnh. Quý gia chủ cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của gia chủ, hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà dứt tài tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy mang bên mình vòng tay tam hợp Quý Nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần từ trợ, dùng để hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp Quý Nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Sửu sinh năm 1973, để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho gia chủ tuổi Quý Sửu. Những người sinh năm 1973 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, quý gia chủ có thể cãi vã với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn mệnh giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, gia chủ đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ và cần thể hiện sự cân nhắc
Vì vậy, đã hiểu nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Trong tháng 6 âm lịch, gia đình của gia chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với gia chủ tuổi Quý Sửu. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do quý gia chủ chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn đang phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Quý gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để quý gia chủ tuổi Quý Sửu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021, như mùng 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi, nạp âm, xa trung kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, khởi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, kỷ mùi. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 6, tức ngày 22 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, tân mùi. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 6, tức ngày mùng 3 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, quý mùi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Quý Sửu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 6 tháng 6, tức ngày 15 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, giáp tí, nạp âm, hải trung kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 6, tức ngày 27 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, bình tí, nạp âm, giản hạ thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ tận trình tử vi của quý gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hỏa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ cho những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.